đây đây nè, ông kêu mình nhảy đi, nhảy nhảy nhảy, tăng 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 tăng. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Circus Trip. Thì hiện tại bây giờ sau một khoảng thời gian mình quyết định không đi cắm trại nữa, nên là mình ở nhà cẩn tâm lại. Nhưng mà sau khi cẩn tâm xong thì mình thấy cuộc sống thật là nhàm chán, nên là mình quyết định sẽ đi lại cắm trại chung với trường học của mình. Đây, đó. Tiếp tục nhàm chán và tiếp tục đi cắm trại, nghĩa là lại chơi ngu lần hai. Chứ gì đi cắm trại mà chơi ngu ba. Có bao giờ có mọi người thử hỏi coi đi cắm trại vui không? Vui chứ sao gọi là chơi ngu được, thấy không? Vui lần nào gặp ma hết trơn. Có mày thôi chứ đi với mày lúc nào cũng gặp ma đó. Ok, lên xe nè. Lên thì cho tao biết rồi. Thì đó, bởi vậy con nói con không biết chừng lần này đi như thế nào đây. 2, 3, vô. Đó. Còn 14 giây, 13 giây nữa là mình sẽ lên xe. Lên xe. Lên xe thôi. Không ơi, cầu mong là do màn hình mình đang thui nên mình không biết mình ngồi có kế bên thằng Ba Mi Thúi hay không. Không, mình cũng mong mà mình đừng ngồi kế bên nó, quỷ ga nó hay địch lắm. Phải còn lao nữa rồi đó. Rồi vô, let's go, okay. Xe đi rồi. Đang thui lùi, không thấy được mình đang ngồi đâu luôn các bạn ơi. Xe buýt này nó giờ nó tắt đèn. Đó. Má ơi. Đang trên đường đi, đó, tới rồi. Hàng hang hang. Ủa, tới đi hôm nay là đi đi cắm trại đâu mà cậu quên hỏi thầy cô rồi, thiệt tình luôn chứ. Nghe nó cắm trại, đi cắm trại vui lắm mấy em, vui lắm mấy em, các bạn cứ vui quá mà tao quên luôn. Đi cắm trại trong rừng chứ, trời, đi buổi sáng mà tới nơi buổi tối mọi người thấy hiệu quả không chứ. Mình vẫn chưa được ra khỏi xe buýt luôn. Ủa ra được rồi mà. Mi chưa ra. Ủa ra được rồi mà. Ra chưa, mày ra chưa? Mi đang tay lê bọt. Sao tay lê bọt nãy giờ chưa ra đó ba? Giờ mới tay lê bọt à. Vãi nồi ôi, vãi Bami nó bị lát. Mình không biết hôm nay làm sao luôn. Rồi, trời, tao thấy bầu trời đầy sao, đầy trăng. Ồ. Rồi, ok, Bami đã nhảy từ trời nhảy xuống. Wow, ai cho tao có túi đeo chéo đẹp dữ mày. Đâu, tao cũng có mà, túi đeo thôi, mày có đeo chéo đâu, lộn rồi. Hôm tao túi đeo chéo rồi ba. Ủa, sao mày được cái túi đeo chéo đẹp vậy, tao được túi đeo, túi đeo hai bên. Vãi nồi, túi đeo chéo mà mày đeo sai rồi. Cái ba lô nặng đề của mình đeo túi đeo chéo cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Ủa sao có cái ghế mà 4 năm thằng ngồi. Ủa gì vậy? Má là ủng hộ. Ê, ổng kể chuyện ma cờ ngày xưa ở có một người, có một đám người đi cắm trại. Họ quyết định là tìm cái chỗ nào đó để mà cắm trại nè. Đó, rồi tuy nhiên là cái người mà dẫn đường á thì họ khuyên rằng không được ra khỏi lều sau 12 giờ đêm. Giờ khuya. 12 đêm ba. Khuya. Cứ mỗi tối. Cứ mỗi tối. Đó, nghe kia kể chuyện ma kìa bạn. Họ không được phép nhìn lén ra khỏi cái lều của mình. Nhưng mà một trong những người đó lại không nghe lời. Và một cái đứa trẻ nào đó đã vô tình thò con mắt nó ra để nó nhìn hả? Trời ơi, tò mò không có hay đâu các bạn nha. Phải nồi đang kể cái thằng quỷ kia nó chơi nó phá rồi, thiệt tình chứ. Ý nó nói game, mày đang nghe cái chuyện mà. Ý nó nói nước của mình đang bị rò rỉ kìa. Quay. Anh nước đây nè. Nước đây nè. Trời, đậu phộng rò rỉ rồi sao uống? Bà rồi, nó chả hết trơn ra ngoài rồi. Trời, cạn nước luôn rồi. Cô đạn rồi nước đâu uống? Trời đất ơi, quá đáng chứ đứa nào chứ kỳ. Chứ kỳ ghê, thấy nước rỉ thì nói đi chứ, đợi nước rỉ xong hết rồi mới nói thì cái tình. Đúng là vấn đề lớn thiệt. Bây giờ không có nước uống mà giờ sao giờ trời? Đợi xíu để coi nữa coi. À, ông này ổng sẽ đi ra ngoài và ổng sẽ lấy nước về cho mình uống. Ồ, ông này đẹp vậy cho tao cá đi. Ông này là dẫn đường nè. Ủa, có mà bấm phím số 1 là lên nè. Không có. Rồi vậy là vậy là chỉ có một vài người có thôi và Mi Thúi nó không có. Người dẫn đường mình đi theo mình bảo vệ kia. Cái gì nữa ba? Mày có cái gì mà mày bảo vệ tao? Ít ra tao có cái đèn, ít ra tao còn lấy cái đèn tao đập đầu nó được. Mày lấy cái gì mày đập? Có luôn rồi, mày tính tới đường đó luôn hả? Ừ. Nghĩ là mày có cái đèn nó thấy sáng trưng rồi nó dí mày đầu tiên. Khi gặp nguy hiểm mọi thứ trên cây đều là vũ khí. Ghê. Nghe không? Tao không có đèn, người ta móc cái trong. Ôi! Thunderstorm bão! Lộn rồi, là sấm sét. Vãi rồi, cái gì vậy? Sao nhiên đâu ra là có sấm sét ở trên đây nữa? Thiệt tình chứ. Are you kidding me? Trời! Ôi, một đứa bị đập. Ôi, một đứa bị sét đánh rồi kìa. Cái gì? Tao bị con gì vậy?
What the hell? Lô sét đánh mà còn ngồi ở đó cho quách, chắc quánh cho phù mỏ quá. Thiệt kinh. Núp dưới nước cây nè, núp dưới nước cây nè. Đâu, núp dưới nước cây hả? Ok, đợi xíu. Á, tao bị sét đánh rồi. Hú hồn, chưa chết. Núp dưới cây đi. Quay sét đánh mà đứng dưới gốc cây chắc chết một đám quá. Trời ơi. Chơi bây giờ xíu giải không à. Chúng ta đánh bọn cây, mình sống. Ờ, mày thử trời mưa mày ra gốc cây mày đứng coi sét có quánh chúng mày không? Không nữa chứ, sét là chúa đánh dưới gốc cây luôn á. Ok. Lớp mưa rồi các bạn ơi, an toàn rồi. Ồ thì tình chứ quỷ mà bị chơi dai dễ sợ luôn, nó dẫn đồng đội vô chỗ chết không à. Đây là ba ơi. Ê mẹ ơi, tao đứng tao ngồi ở đây cái bóng tối ánh trăng nó chiếu vô cái logo tao sáng trưng đẹp mày. Thôi đâu thấy gì đâu ba, cậu lao. Ủa? Ở đây có, ê cái mặt của ổng đang bị gì vậy? Ê mặt ổng chảy máu rồi nè. Bơ mi mặt ổng chảy máu rồi nè. Ê vậy hay là ổng bị trúng xét cái ta? Tao cũng biết nữa. Xịt má mũi rồi tùm lum, giống như lỗ mũi ăn chầu vậy. Giống như ổng đang mới vừa gặp cái gì đó, ổng sợ lắm, ổng chạy về sao đó. Ê thì chứ ổng đi lấy nước mà ổng sợ gì thấy ghê vậy. Để coi ổng nói gì. Tao cũng chả. Cha mẹ của tôi mà kiện cái gì đó kìa. Wow. Mấy người này nói gì tao không hiểu gì hết. À khoan, tao hiểu cái này nhưng mà ổng nói là tao thấy ê lộn, ổng thấy cái một cái lều xiếc ở khoảng cách cũng xa, cũng khá xa đó. Nhưng mà khi mà không. Cái này khi mà cái lều của mình bị trôi thì không, ổng nói là chúng ta nên đi tới cái rạp xiếc đó. Ừ đúng rồi. Ờ, nhỏ đó tưởng tượng các em đi tới chỗ đập xiếc đi, chúng ta sẽ gặp mẹ cho mẹ, tôi sẽ gặp mẹ tôi ở đó. Ừ. Nã đi. Ui, sói rồi mày ơi, sói. Trời ơi, mày nhìn mấy cái thân cây rồi ghê ơi, mày nhìn thân cây kìa. Ủa, nó nói sói hay ma cây trời. Thấy ma cây á, tao thấy cái cây nó có hai con mắt đỏ chót chứ cái miệng kìa. Vậy sao ông bỉ này ông kêu sói, thiệt tình chứ sói đâu ra mà sói. Thiệt á. Ôi, tao nhìn cái mấy gốc cây này tao sợ quá. Đây cẩn thận nha. Ui. Có 7 kìa, có 7, có 7, cẩn thận nha. Có 7 nha mọi người, cẩn thận nha. Có cả con ong nữa. Ủa, ổng đi đâu rồi? Chắc ổng đi trước, ổng dẫn đường hả? Ờ, ổng đi trước, ổng dò đường rồi. Ổng dò đường xong ổng mới dẫn tụi mình đi. Vậy. Ok, tao đi trước cho, tao đi trước cho. À, tao mới thêm quá. Nhớ đi theo tao nha. Nhớ ngủ cùng đạp lên mấy cái bẫy nha, ổng nói vậy đó. Ủa, đúng rồi, đó, tao qua được rồi đẹp. Rồi, một đứa chết rồi. Trời ơi, bị kem nát. Ôi, bị kem nát đầu luôn. Trời ơi, thanh niên này bị kẹp nát đầu luôn mà vẫn còn sống, ghê thật chứ. Ê, sói, nó chạy Bobby ơi, sói. Ê, trời, tao hát được đây rồi, nhảy qua. Ok, hú hồn. Mày đi ra, Bobby, mày đi ra, trời ơi, mày nếu mày cản đường á, làm sao nó nghĩ qua được. Chỉ đường cho nó qua, chứ cái khúc cây bên đây qua được mà. Mày chỉ cái quần, mày chỉ, mày đứng cái chỗ này, nó cản hết đường rồi, mới thanh niên này mém nữa là nó ngã rồi nè. Đi xuyên người ba ơi, ba tưởng tượng vừa vừa thôi. Đi ông kiểm dẫn đường kìa, đi. Ui, tỏ ông cẩn thận nha. Ê, chạy nó dí bây giờ. Dí đâu, vào đâu hay dí đâu. Bây giờ bà sắp mặt rồi. Phải đi gì cũng té nữa ba. Ôi, hiện tại là mình đang ở trong một giống như đang trong giấc mơ vậy ba. Tao thấy giống như đang trong giấc mơ vậy. Nhìn nó lung linh lộng lẫy lắm ba. Ồ, ấy có được cái cầu rồi nè. Ok, ô có cái cầu nè. Ồ, thằng nhóc đứng này nó làm gì vậy? Cậu phỏng nó sợ. Cái thác nước nó ở dưới đó thôi. Cố lên, đi. Dạ. À. Ủa sao như có đi, cái cầu chưa sập mà con té rồi, đậu phòng. Tao thấy mày đi, mày té chứ. Ủa sao ông kiếm nhảy xuống luôn rồi, ôi, tao cứu mày đây. Mày thấy rồi. Giật đứt tôi. Tao đang đi, cứ như cái cầu té, cái cầu rớt luôn. Thấy rồi thanh đi, mình thấy nó đi rõ ràng, đang đi thẳng cái chuyện là anh bị lẹo, anh đi về phải. Thiệt tình. Ôi bây giờ phải ốc bì nữa cơ mày. Thật ra tao cho mày cái đèn là lấy không cô? Cho sao có lấy được. Thôi đi nè, đi, không sao đâu. Ok. Tại bên tao, ôi, tao vẫn chưa tỉnh ngủ rồi là mắt tao nó cho là. Ôi, cơ. Ôi, phải nồi, đúng rồi. Holy shit, nó xuống hai chân luôn. Tôi đạn mày có bị dính không? Có. Rồi, bay nào luôn. Ok, có lên lại rồi nè, trời đậu phỏng, cái cây, khốn nạn. Trời đó ơi, cái cây chơi kỳ ghê, nó máng cái.
Trời quá đáng, đúng nhỏ nồi luôn chứ, thiệt tình chứ. Ok, câu qua này mày đâu rồi? Câu lại. Ôi, nó cho mình đúng 35 giây để trốn thoát ra khỏi chỗ này, nhưng mà chạy đi đâu giờ? À, ông này ông chỉ đường đi đâu nè. Rồi rồi, để coi ông chỉ đi đâu. The Circus sẽ đi thẳng hướng này. À, đi thẳng hướng này, đi thẳng hướng này, đi 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 đi. Ok, ông chỉ đèn rồi đó, bây giờ đi thẳng thôi. Ờ, cái giật, ba cái giật, cái giật. Ủa, gì cây vậy? Sao ông chỉ gì? Sai trái quá vậy? Chỉ là cái hướng đèn, ông chỉ bậy, ông đang ngứa nách, ông gãi mà. Đó, giờ giờ ông ngứa nách bên đây rồi nè. Ôi, có người nè. Ồ. Ủa, có ai vậy? Ông này ai vậy? Tao cũng chả biết nữa. Tao đang giới thiệu. Ủa, còn có hai mạng à, vãi nồi. Vãi nồi, còn mình tao với mày à. Gì chơi gì kỳ vậy? Rồi chiến cắm trại gì 12, mười mấy người mà bây giờ còn có hai mạng à. Rồi, vậy là mấy thanh niên đã tử nạn rồi. Đúng rồi, hồi nãy thấy ông ta nói rồi, ta kêu là đi mấy cái chiến cắm trại này ớn lắm mà mày không tin. Nhưng ga mà bị nhàm chán nên giờ mình nghĩ chắc ga nó hết chán rồi đó. Nhưng mà cả trốn này biết xó có thấy tao không nữa. Thấy Nguyễn con luôn. Thấy Nguyễn Trân luôn nè. Nguyễn Trân lò ra. Thấy nồi. Không đỡ bụi này á. Ôi, người bảo vệ rừng, nãy giờ có biết ông này, ông là bảo vệ rừng nè. Thiệt tình. Thằng đồ xanh không à, có áo giáp rồi nè. Giáp hả, đúng không? Đâu cái nào gió thôi, phải áo giáp đâu, lộn rồi. Tay ra trống không vậy bay. Ok, ông này ông dẫn mình tới được cái circus rồi. Wow, khu vui chơi luôn. Ô, nguyên một cái khu vui chơi đúng bự luôn. Tôi nhìn nhá, cái mùi là cái vùng cái lâu đài vậy các bạn ơi, nó bự quá gì lại nó chó là. Ê đậu phộng sao ổng không đưa mình cái điện thoại di động luôn đi, cái gì kiểu ổng giữ mình cái đây làm chi, rồi bây giờ cả đám phải đi tìm cái điện thoại con quá đáng không chứ. Trời ơi, có cái nào bị mất điện thoại không, nhờ tụi mình kiếm giùm không mày. Má hay nồi. Rồi. Ổng chỉ dẫn mình cái nhanh quá vậy. Ủa chạy không lại luôn á. Ê đi vô circuit à. Ủa ông này ổng đi đâu vậy? À cho tôi 4 cái Coca-Cola. Ủa game này có nhạc mày ơi, vãi nồi, tắt nhạc đi. Vô trong rồi bật nhạc lên. Ok, có nước rồi nè, nhưng mà thôi, coi chưa khát nước đâu, cười cười, coi uống. Đi 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 đi, Vami, đi 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 đi. Nó chạy vô luôn này, cái rạp xiếc đẹp quá. Wow, trong đây có thằng Hề nè. À, bớt chói hơn. Ok. Oh, welcome. Tôi đang làm chủ cái nơi này, tôi là Gigger. Chào mừng mọi người đến với cái rạp xiếc của tôi. Nơi mà cái niềm vui không bao giờ hết. Hãy hưởng thức cái trình diễn này. Boy and girl give it up for the one. Nói gì đó cả chả hiểu gì hết. Ồ, có thằng Hề trong cái đại bác cơ. Đó, cái thằng đó là thằng Bobo. Và mày thấy không? Ông đó mới đầy chói quá, tao nhìn không rõ mày ơi, thấy mày bị cận vậy á. Lại gần, lại gần con nè, lại gần con nè. Ok, tao chạy ra luôn. Ủa, ổng đi đâu rồi? Ủa, mất tiêu rồi, ổng bị khiết ngàn rồi, để tao chạy qua tao ngó thôi. Ủa, xuống dưới đó được luôn hả? Vãi nồi. Để tao ngó thôi, đó, chỗ bị bốc cháy rồi nè mọi người. Cái đèn nó chiếu, nó chói quá, ông chú Hề này làm kỳ quá. Đâu, ta thấy ổng biến mất rồi, chỗ đó chỉ có khói không à. Ừ, chỉ như biến mất mà khói xì lưng qua đó mày. Coi nào ổng đánh rắm không? Ổng chui dưới đánh rắm không mày? Ôi, cái màn trình diễn tiếp theo kìa. Để coi chị diễn theo là cái gì vậy? Có 4 người thôi mà lượt cười mà cười như cười nguyên rạp vậy trời. Không hiệu ứng á ba, hiệu ứng của rạp á ba. Phải rồi, hiệu ứng gì mà làm lố dễ sợ. Lòng tiếng cười vô cho nó hấp dẫn đó ba. How many cloud, có bao nhiêu cơn hề đến nổ? Để em hỏi, ổng đang làm hài á, đọc tấu á, tấu hài đó. Phải, không có gì mắc cười luôn, thiệt tình. Tôi không thể là đùa với các bạn nguyên đêm được. Bây giờ cái gì đây? Ladies and gentlemen, hãy chuẩn bị tới cái màn trình diễn đặc biệt. La la the Zester. Cái dây trên nóc nhà kìa cô. Ở đâu vậy? Ồ. Đu dây bên kia đu qua kìa. Ồ đúng rồi, đu dây đúng rồi. Ồ đẹp. Good. Đó. Ủa trên đó là con khỉ hả? Đúng không? Ba con khỉ đúng không? À đúng rồi, ba con khỉ. Hay thế. Rồi đi qua bên này là coi như là ổng chóa lên cái rồi. Ê ơi. Trời lũ đang chết con khỉ luôn rồi. Ê sao mày con người mày không lo, mày lo con khỉ mày. Ê khỉ nằm đóng rồi ba, khỉ đâu qua cho mấy người đâu. Có ba con người mà, ba con khỉ và một con người mà. Dạ chói quá, tại con khỉ mà. Ôi chết hết luôn. Holy shit. Thấy rồi, mặt chị mẹ ơi mày, sáng khỉ còn nằm nè.
Trời ơi, giấy đất tùm lum á. Cái gì vậy trời? Rồi xong. Rồi xong, quỷ mà mày bị bắt rồi. No way. Đây, tao cũng bị bắt luôn rồi. Lũ đám thích chơi trò gì với mình vậy? Nạn ý. Ờ, ok, không được ngừng nhảy. Ôi no, cẩn thận nha mommy, có người chết, có mới có người chết. Ê, cái gì ấy? Sao có cái cổ máy gì lạ lùng vậy? What the hell? Trời ơi. Rồi xong. Ê, mày nhảy từng rồi đi. Ê, sao cái mày bị nhảy vậy? Trời ơi, mày té luôn rồi. Ông đánh xét cho người tao. Ở đây đây nè, ông kêu mình nhảy đi, nhảy, tăng. Nhảy thôi. Đó, tao đang nhảy nè. Ủa, tao dừng ơi, cái lượt mày nhảy mới ghê chứ. Tao đang nhảy hoài luôn á. Ủa, đâu vậy? Phanh ơi, cái gì ấy? Tao đó, sao nhiên giờ bắt tao với mày đi siết khỉ là sao? Rồi, xong ơi, mày thấy mấy dòng cửa đó không? Cái đấy không vui chút nào, dưới còn là 3-0 nữa chứ, thiệt tình chứ. Tao bên trái, mày bên phải đi. Kệ nó nhảy lên là được à. Ok, tao nhảy qua nè. Ủa, qua nhanh vậy ba? Ok, tao qua được luôn rồi. Hú hồn. Ôi, giật kìa coi. Đấy, thật khó khăn thiệt chứ. Ủa, không làm khó, mình chỉ sợ luôn. Rồi, tới gì nữa đây? Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái đứa ta nè ba. Ôi, cái làm gì mà sao? À, nhảy lên cao hả, đúng không? Lên cao để thoát khỏi chỗ này đại dương hả? Ừ, đúng rồi, Bobby ơi, nhảy lên cao, Bobby, nhảy lên cao. Ok, ôi, lũ. Còn có cái đường rồi. Qua bên này nè, đi theo tao nè. Cố lên, Bobby ơi. Ok, cố lên được rồi, cố lên. Yes. Không thấy đường luôn các bạn, không có đường này nó khác, mình ghê quá. Ôi, hú hồn chi mến. Là mình nhảy ra cái hướng trình của Ga, Ga nó nhảy tới đâu rồi, mình nhảy tới đó thì mình không thấy được xứa được. Rồi, xong mới té sắp mặt luôn á, thiệt. Rồi. Không thể nữa. Thôi tôi chạy ra chỗ nó có đây, chứ nó không thấy được rồi. Ra không được. Thấy rồi, bây giờ nhưng khi không vô đây chi, trời vô đây chủ yếu để cầm cái điện thoại thôi mà. Ôi, ôi. Cái gì vậy, sao như đâu ra cái bánh gì? Ôi, shit. Rồi, nhảy liên cột đi mày ơi, nhảy liên cột đi. Ây da, đậu phòng bị dính nó chết rồi. Stop, dừng lại, trời ơi, con quỷ này em chơi gì kỳ vậy? Chơi gì chơi với ai? Trời đậu phòng tăng 4 cái, 4, 5 cái luôn rồi. No, mất máu rồi. Rồi, ủa? Are you alright? Ui, con đang ở đâu vậy? Ui, cái gì vậy? What? Cái gì ghê vậy? Rồi xong nó ăn thịt ông dẫn đường rồi. Ôi à, ăn mất cái đầu luôn. Ghê quá mày ơi. Trời ơi, ổng ăn thịt mất cái đầu của cái ông dẫn đường luôn rồi. Ui, ổng kìa. Ê mày bị nhốt luôn, tao bị nhốt luôn rồi. Nè, ổng bên chứ phải mày kìa. Mami. Sao không đâu? Bên phải mày kìa, bên phải mày á. Không. Ông làm trò vậy? Ủa, con quỷ, con hề này ghê quá mọi người ơi. Ở đứa hồ hụt nó nói gì ghê vậy? Vãi thật chứ. Thật là đáng sợ. Cũng may con có lon coca này để con uống cho đỡ sợ. Ờ, tao đang bị nhốt kìa, không biết làm sao rồi. Ông nghe ông muốn chơi với ông, không muốn chơi với mình nữa, ông nhốt mình đây. Gì? Mà ổng ghê quá. Ghê được chứ. Mừng hôm nay ơi, tao bị thác ra được khỏi cái hiệu ứng của ổng đó mày ơi. Vãi. Ủa, tao thấy được cái hiệu ánh chó lòa của ổng rồi, nãy là tao biết ổng có xịt gì cho mặt tao rồi, chó lòa ghê quá. Sao ổng đứng trước mặt mày không vậy, ổng qua, ổng chả thèm qua được, ổng đứng luôn. Đúng rồi, là thằng trai qua bên tao nó cười nha, tao nói đúng không cười. Cười xấu ghê luôn trời. Ờ, cười gớm mày chứ. Ờ, để cho tôi ra đi. Ôi, nhưng khi không giờ đi chơi hay bị nhốt vậy trời. Mày vô nhìn một vậy? Có, còn bị đang góc nhìn một rồi, giờ không biết đi đâu luôn nè. Rồi, để tao coi có thấy được không? Thằng Kit nó vẫn còn sống kìa, nó đang nhớ bị nhốt ở đâu vậy? Ủa, đây rồi nè. Ok, đây có chìa khóa nè. Chìa khóa? Ê mày ơi, tao nhận ra một điều là sau khi tao thoát ra thì tao lại bị chó lại rồi. Bị khóa rồi, phải lấy cái chìa khóa, mà chìa khóa lấy đâu? Ok, lấy
Ôi. Rồi mở cửa ra đi cô gái. Đó, nhóc ra nhóc khóc quá trời rồi ba. Nín đi em, nín đi, nín đi. Ôi cái thằng cái ông dẫn đường bị cắn nét 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 đầu luôn rồi. Tắt đèn đi. Sao vậy? Tắt đèn đâu không thấy đường ba, mày bắt đầu lao. Ok đi theo nó kìa, đi theo nó kìa, đi 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 đi. Rồi giờ đi đâu đó đây? À có cầu thang nè. Ủa sao thằng này nó đứng đây hoài vậy? Ủa đi lên đó đúng không? Sao này, thằng này đi đâu nè? Ê, I found a ladder. Có ai đây? À, cái ladder. Ladder là cầu thang á ông nội. Ủa có một cái hòm này nè cô. Ủa mày đâu rồi, con không thấy mày. Có ai nè? Đâu? Mày đâu? Mày ở đây, chỗ đây, tao đây nè. À đây, rồi, thấy rồi. Ui, cái cưa. Cưa máu. Cưa cho tao cưa được không? Tao muốn lấy cái cưa mà. Ôi, rồi bây giờ đi đâu nữa? Ôi, kìm với cái cưa. Ôi, giờ làm gì tao? Ai, nhóc lên này kìa, nhóc lên này kìa. Ghê quá mọi người, mình vô lộn cái rạp xiếc mà có thằng hề ăn thịt người. Ghê thiệt, cái mỏ nó máu không luôn mày ơi. Không biết ăn thịt người, nó bị người đấm cho mỏ rồi. Ừ, ghê thật chứ. Có quan tài nè cu, lại mày nghịch có quan tài đi. Tao chả biết có gì ở chổng luôn nữa. Tình lên cái cưa nè. Ủa cưa làm gì ba? Là cưa cục dây ra để tao lại cái cưa thử thôi. Kết là sandbox. À kết là sandbox. Kết đi đúng rồi. Kết đi. Ê ổng thì tao quăng cái bịch xuống thấy đầu rồi kìa. Đâu phải ông nào chứ đâu phải ổng đâu. Ông nào áo đen nãy á. Ông áo đen mặt hề. Đâu đâu phải. Đâu phải. Thằng hề kia vẫn còn. Ờ nhưng mà cái thằng áo đen là cái thằng ngủ ở trên ghế hồi nãy á. Ủa vậy thằng áo đen là hóa ra cái thằng canh đó hả? Có thằng ông bị nhốt rồi nè, cứu luôn đi. Né là tao cứu ổng. Ok, hostage là con tin. Ông này là con tin. Không làm được. Ủa không cắt được hả? Vậy thôi cắt được, cắt đôi người ổng ra luôn đi. Cái nồi làm xiếc đó ba. Ờ, dây này hơi dài nữa, tao cứa ra, tao cứu ổng. Trời, mày đang cưa cái bụng của ổng không nội? Cưa cái tai này nè, cục dây cột cái tai nè. Mày nhích cái cưa lên chỗ khác, mày nhích nhẹ mày đưa, mày đang cưa vô người ổng thì có. Cưa hết cố rồi này, giờ cưa chân đi hả? Trời, đậu phạo quỷ. Tao cạn lợi với mày luôn á chứ. Rồi, ok cưa ra. Ồ. Trời đó, nhóc chơi kỳ ghê, nhóc ăn cắp cái cưa tao luôn. Ủa có không? Tao cưa nãy giờ xong nhóc dính cưa tao cưa mày. Thấy rồi. Quá đáng dễ sợ luôn. Ủa rồi giờ đi đâu nữa? Ok để ông nói vậy kìa xong. Ủa. Ê cái dây này là chỉ có dây của cảnh sát thôi. Ủa nó đã liên lạc được với cảnh sát. Ok đi Mommy. Ok đi ơi. Ông đang dẫn đường nè, đi, giờ còn có hai mạng à, cố gắng sống sót đi. Wow. Ủa, tự nhiên vô cái lều gì đi trời. Ủa, cái nhà bự vậy. Ôi, nhà này có người chết nữa. Oh, what the hell. Cái gì đang xảy ra đây vậy, ghê quá. Có cái xác mà giống như bị giết ở đây cái xong rồi cái ta bẻ lên á. Cảnh sát tới á bẻ lên. Ui ông này ổng lột cái đầu ra nè. Ai vậy? Doctor Hangman. Ui ông này ổng bị chảy máu mày ơi. Ha. Cái ông Forest Ranger này, cái người mà quản lý rừng nè, đúng rồi. Ổng á. Ông Kiểm Lâm. À đúng rồi, đúng rồi. Ổng đang liên lạc với một người nào đó, đang nhờ sự giúp đỡ. Ờ, tao đang dòm ra ngoài đường, tao thấy có cái gì ở ngoài không? Ý, SWAT team đang đi tới đây, SWAT team đang đi tới đây, ok. Mọi người ơi, đội SWAT đang tới nha. Rồi. Ê, ra đóng cửa lại mà. Bây giờ chúng ta đang cần, cái... Ui. À, chặn đường lại, ổng đang chặn đường lại. Cửa lại nè. Ủa mà kẹt chặn cửa đây, sao ổng chặn cửa đây luôn? Ơi cái thằng quỷ kia đi đâu vậy? Ơi đứng lại nhóc. Nhóc lụm gì vô vậy? Ờ. Lụm củi để cho đốt cho cái lò sáng lên. Lò cái lò nào ba? Ở đây làm gì có cái lò? Cái lò này nhỏ này lấy củi vô ngay chỗ cái. À ba, cái lò à lò sưởi là sưởi ok thấy rồi. Đang lấy củi vô này có mình nó lấy được à. Nhỏ làm gì nhỏ đi cơ cưng.
Rồi đốt lên đó, sưởi ấm nè. Phúc hòa, ủa chưa được hả? Bây giờ kỳ vậy, sao đốt? À quên, nó đóng cửa trước rồi nó mới đốt lên. Nó bài bản với tờ A, nó chặn cửa luôn nè. Đó, không, nó đốt cửa rồi, phải chặn cửa luôn. Hai thằng to con đua 6 múi rồi để nhóc làm mình. Ok, nó không chặn... Ê, cái gì? Nó vừa đốt cửa, nó đốt cửa. Ê! Cái thằng một tí, nó cầm cái lưỡi lê rồi ba. Cái gì lưỡi lê ba, cái xà beng ông nội. Tôi yếu quá, tao nói lại luôn á. Ê, ê! Ôi! Gì vậy? Cơ thể đâu ra nhiều dữ vậy? Ờ nó bắt đầu rồi! Ôi nó cũng bắt luôn rồi! Rồi xong! Trời ơi gớm mày ơi! Cái đầu mày dính vòng vòng luôn á! Thiệt tình chứ! Dồm! What the hell? Cháu cái bên luôn nè. Ông đang đồng. Ôi trời ơi, nó đang bắt thằng kia hả? Nó lại hù nhỏ kìa. Phải rồi, chơi hù lớn rồi, chơi hù. Mày là mày ăn thịt luôn đi chứ mày chơi hù làm gì mày? Ờ ơi, nó không muốn chơi cái mà mình không muốn chơi. Ôi, cái tên Kiểm Lâm, ông Kiểm Lâm chết rồi. À, không sao, không sao, không sao, ông vẫn còn sống, hữu hồn. Ôi, ông chạy được kìa. Ô, ông đang ông. Ủa, ông hút cái kìa, ông hút cái kìa. Yeah. Ông có xỉu luôn rồi. Hay quá, Kiểm Lâm ơi. Hay quá, good good, chạy chạy chạy. Chạy đi thôi, chạy đi thôi. Đi đi đi, hướng này nè, Ba Mi, hướng này nè, hướng này nè. Mở cửa nhanh lên, trời ơi. Mở cửa mở cũng lâu nữa, thiệt tình. Ok, mình đi được rồi các bạn ơi. Sao càng đi càng hẹp vậy? Ôi. Phải rồi. Ok, ra đường. Ra đường rồi nè. Ồ, ở đây là đâu đẹp vậy? Ủa chúng ta cần phải làm gì? 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 Rối quá rồi, rối quá rồi. Địa điểm mà nó sẽ tới. Đâu phải, cái này là nguyên cái nước Mỹ á ba, địa điểm nào mà tới đây được. Bên bản đồ thế giới rồi à. Đâu, đâu bản đồ nước Mỹ. Quá quá. Bản đồ khu rừng, gì vậy? Bản đồ con khu rừng đâu? Ủa cái được không? Không, cái này bản cái này là bản đồ ui 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 gì vậy, cái gì vậy, cứu tao, từ từ ok ok à! Rồi chết luôn, đậu phải không? Ok, tao ra được bên ngoài rồi nè, mày đâu rồi Bobby? Chết tao rồi, vãi rồi, tao ra được bên ngoài rồi. Ok, mày lên được kìa. Rồi xong, tao đi bán muối rồi. Đâu có thấy mày lên rồi mà. Tao hết lên được rồi. Ok rồi, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu đi, tao cố gắng sống sót cho. Ôi. Mình bị vô nghề giết rồi bạn ơi. Ủa, tầm chứ. Bây giờ mình phải trả thù giùm Bobby nữa. What are you, what, bây giờ tao phải làm gì đây? Nãy giết cái đi cô, tao vẫn đang chỏ theo mày á. Ôi, cái gì vậy? Giờ lấy cái gì? À, có cái show well. À, giết nó được rồi, ok ok, cái giết được nó rồi. Mày hả buổi? Ok, đợi xíu. Rồi, nó đâu, còn đứa nào nữa? Mày hả buổi? Ok, mày, thôi rồi, đó rồi. Đây, con đang giết rồi nè. Con đang quất nó. À, phải quất nó chết luôn hả? Đập nó chết luôn đi, đập nó chết luôn. Hay quá, đập nó đúng rồi. Mày bưởi mày dám giết vào mì hả con? 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 Mày dám giết vào con? Mày dám giết vào mì hả con? Mày dám giết vào mì hả con? Tao vẫn đang giỏ theo mày nha, tao hiện đang là cái hồn kế bên nha. Ok, bảo vệ tao đi. Ủa nhưng mà bây giờ phải làm gì nữa ta? Bây giờ có mấy cái này phải lấy cái gì chặn lại nè đúng không? Ừ, lấy đại hốt nó. Còn mình mày sống sót tu. Ủa nhưng mà bây giờ có lụm nhiều quá rồi, có phải làm gì bây giờ? Ê, lụm được nhiều lụm rồi, chặn hết tất cả cái ly luôn hay sao đó? Vãi nồi. Giờ phải... Get in the van, van đâu? Van
Wait a van. Đi kiếm rồi, đi kiếm rồi. À van van van, ok ok van 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 van. Có cái lối ra nào, có cái đường đi nào không, ra ngoài đường đi chứ, chậm đập xiết là bị có cái xe. Ở trên này hả? Ủa không, trên này bị cháy rồi, không được không được. À đây 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 đây. À ok, có lấy được cái van rồi. Trời ơi, slot tới ghê trời đất ơi. Thiệt tình. Tới rồi. Ủa cái áo ra được, nó chui vô hầm liền luôn, ghê thiệt chứ. Đúng, đúng rồi. Áo đang sợ, chắc ướt quần rồi. Nó phải sợ chứ sao mày, chỗ cái lụm cầm lum, cái lụm cái đá, cái lụm búa, cái lụm kềm, cái đập cầm lum á nè. Ok, và happy ending. Ồ, tức là nó có thêm một cái, rất là nhiều cái ending khác nữa. Ok, dừng clip đi Bami. Nó kêu happy ending mà trong cái hàng mạng nó chết ngắt mà nó kêu happy ending. Happy ending là tao chống thấy được rồi nè. Happy mình mày, mày happy ending thì nghe buồn nghe mày. Thôi ok, các bạn thì hai đứa mình sử dụng nghe thôi, thì ở trong cuộc chống thấy này rồi, kêu mày bỏ lại. Happy ending. Cho nó đóng cửa nhốt ngoài luôn. Thôi ok, thì ở trong dân này nói vậy. Ai nó vẫn hâm dạ, nói chung là hâm dạ đó. Yeah, cảnh sát tới được cái đạp xiếc này rồi. Đóng cửa cái đạp xiếc này lại rồi. Niêm phong lại luôn, không cho nó làm nữa. Rồi ok, dừng clip đi cô. Ok các bạn, thì hai đứa mình sẽ dừng video thôi. Ở tập này thì Bami ở cuối cùng thì cũng đã bị chết thảm, và Kia nó đã trả thù được cho Bami bằng cách lấy lúa gõ lũng sọ của chú hề mà quái đó. Đây là cái quan tài của cứ bị chết. Ồ, chiếu mà phát trên TV luôn cả, ghê không? Ghê chứ. Ê, sao nó không có chiếu lên cái chết của người ta ta? Có, cái quan tài đấy là mày đang nằm chổng á. Tai nồi. Nói thì ghê, chứ đó nó còn xe lửa chuẩn bị đi rồi ba, nó chỉ rồi ba. Đâu, ủa vậy là cuối cùng có bắt được không vậy, hay là nó chuyển đi cho rồi xong? Bắt được thằng lính đó, mà còn mấy này nó chủ đầu sỏ đi mất tiêu rồi. Rồi ok các bạn, thì hai mình dừng video thôi, thì thích video này nhớ là lại cho hai đứa mình một like, một share, nhập và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.